chiên chứ mà. Đã chấm chứ ngon. Cái da này nữa. Muốn được không? Chua lắm á. Cũng có quá chua, cũng có quá đi lọc đi lọc lấy con trai. Bữa nào một hồi lọc lọc hầm đấy con hồng nhà kia nó ra Hà Nội đi lọc con trai con cha được lại cho con gái đi già đó. Tôi mẫu mà. Bây giờ để con trai con cái nếu như mà trời cho và hát phải ăn theo cái tỷ lệ hướng dẫn nữa xem. Có lắm. Đấy đạt chắc suất chỉ 50-50 thôi. Cái thằng mà ba năm trả của con mà đi cấy cho cái đứa con trai để con đĩa lại con gái. Nói chung không bao giờ hết cái quan niệm nữa được nhỉ? Phải đấy chứ. Không bao giờ mất được con niệm. Con trai cũng như gái. Không như được nhỉ? Cái trọng à, nam thì người cũng cứ mong muốn được con trai. Không nhà ai. Thế đấy con đi đầu. Nói chung là hơn. Bản thân mình cũng biết. Chứ kiểu nói người khác. Quá rồi. Nhưng mà thôi mà hai thằng con trai cũng thích. Nhưng mà mình cứ phải bám sát thì cứ chờ thời cứ chờ nó cảm á. Rất là lâu ạ. Cứ nhiều quá. Nó giá trời rồi, gần nước mà cứ liên tục tôi có thắng lên mà năm nay đi bói là phải cưa đấy. Lắm rồi cả tưới mà cũng quả nhiều cả. Cái nê như vậy đó. Đá có sâu bệnh như ra là sâu sâu, khổ sở đi. Này bác cưới cái bà thì ở cái bà đầu. Ủa, nắng quá lắm. Bà đầu là bà gì? Bà đầu người ta làm đầu phụ đấy. Phù vâng. Nước bác tươi cái nước này nha. Bà ấy cả nước cái bác tươi nha. Ô kìa cái bà ở cạnh nhà bà Thanh có một cây bú sữa. Năm nào cũng sâu hết. Mà năm nay bà nó cứ một năm một quả chỉ bú xuống mà ngọt lắm hay thôi. Không sâu không chi hết. Cái này có mà cái dầu có tái chứ mỗi năm cũng chặt cây nên nay cũng không. Cũng Hải ăn dưa không? Cũng Hải. Gọt búa đi, lấy cái dao gọt búa đi ăn. Gọt búa đi, ăn luôn. Ăn hơi là gọt búa đi, của nhà ông. Ông nhà cháu 75 rồi. Đúng rồi, cũng hơi 75, 77 nha. Ông nhà cháu 75 mà lại ra thì bác thì có 78. Cái nhà này 79 đấy. Bà Quân này 84 đấy. Quang mới xuống là bệnh. là đau đầu chóng mặt rồi là đi làm nhà. Làm nhà luôn đấy. Cái này gầy. Chứ làm bác lại người đang ngồi ngồi không đi co mà. Đây cả nhà vừa chơi ra về chứ. Vâng. Chân này một cái tía chân bằng nửa chân này em rồi. Ăn bận nay cũng lớn rồi đó. Này lớn rồi. Này hắn lớn rồi. Này được. Em giống bố hơn. Ăn rửa cứ phải rửa sạch không ăn bẩn không ăn chứ không có chê chứ cả lần này rơi bẩn là sao nó sạch đầu ý thì mình rửa thì mình bắt đi chân đảo mẹ rửa là đầu tiên đến lần bảy và nước thứ hai con rửa nước thứ ba thứ tư và rửa nước mưa rửa sạch đi đâu là răng con cắp cơm mẹ con đi đâu cắp cơm rồi qua đi cả nhà cắt lúa rồi